Rồi. Chay thì Chay muốn làm gì? Muốn make up mẹ. Cô muốn make up cho mẹ hả? Cả mở mở mở. Mở. Từ từ không được đụng vô, để cho mẹ mở. Con dạ mẹ chưa? Dạ mẹ. Hôn mẹ một bên. Con thích làm make up không? Dạ. Con thích, con có thích make up nhất trên đời không? Dạ. Dạ. Con đỡ cái. Để chơi. Ừ. Make up chơi ta. Cha đi. Ai make up út. Ừ, make up út đúng rồi. Mày sao biết hay vậy? Đỡ xuống. Ừ, bỏ xuống đây. Eyelash. Chịu đời không thấu với nó luôn chứ. Lâu lâu cho lấy ra chơi một lần nghe không? Cho thỏa mãn niềm đam mê nghe chưa? Mày quay cho cô chú coi coi. Mày có gì á? Mày phải cần mua mấy cái miếng này mới nè. Mày cần mua mấy miếng mới nè. Mấy miếng này là... Mấy miếng này thật sự hả xài? Không mày, mấy miếng này cho chay đi. Cần mua mấy miếng mới. Rồi con cần cái gì á? Cất vô đi con. Nhận vô. Này là... Mẹ con gì á? Tự nhiên cái đó mà hỏi con gì? Mẹ con gì à? Bà bỏ xuống. Mẹ tính mua cây son môi mới đó chay. Chay làm, chay làm gãy son môi của mẹ nè. Làm gãy son môi của mẹ. Giờ mẹ tính mua son môi mới mà hôm qua mẹ lên mà order mà không được nè. Nè, cứ làm gãy son môi của tôi nè. Thì son này giờ cho nó luôn chứ còn chơi gì nữa. Mà con có thương mẹ không? Có thương mẹ không? Còn mẹ cho make up là thương liền chứ gì? Mẹ. Ừ, cho mấy cấp là thương liền. Cho đó cái gì á? Đúng rồi, xài cây đó. Được đời không? Được đời chưa? Biết cái đó là đánh trên mặt á, ta được chưa? Nhìn lên kiến nè. Nè kiến nè. Rồi trong đó cũng có kiến nè hả? À. Ít vừa vừa thôi chị hai. Ok xong. Rồi ok xong. Thôi xong môi này nè, xong môi này nè. Thấy chưa? Ai mượn? Còn gì nữa không? Cái cô này với cốc này. Này khóc. Bây giờ mình đem cất một cái là nó khóc, nó nhảy nhõng nè. Để nghe con gì á? Con gì á? Cái đó là để làm chân mày á con. Chân mày á. Eyebrow. Con gì á? Cái đó hả? Cái đó làm gì ta? Cái gì ta? Này gì ta? Này make up. Ừ, này make up luôn đó. Ừ. Eyelash. Eyelash, trời ơi, nó cầm cái này, nó nói eyelash. Má ơi, sao nó biết hay vậy trời? Cái này là để vuốt chân mày nè. Đúng rồi đó, sao nó biết vuốt lông mi chứ? Để xuống. Trời. Con. Rồi. Đó. Rồi thôi make up đi. Make up cho đẹp mấy chưa? Giờ con make up con làm gì? Nhưng mà con make up là làm gì? Làm Elsa hay làm Moana? Hay làm Anna? Elsa phải không? Rồi giờ nó make up thành công chúa băng giá cho cô chú nha. Cái gì? Ủa làm cho mẹ hả? Ủa tôi đâu có nhờ đâu trời. Tôi đâu có mượn đâu trời. Quất lên. À, đứng đàng hoàng, cầm.
Xong chưa? Kiến. Ồ đẹp quá, đẹp quá. Cảm ơn. Cho coi kiến nữa. Làm xong tốt bụng cho coi kiến nữa. Rồi tới gì? Giờ tới. Tới sông môi hả? Chặn vừa vừa thôi chị hai. Rồi. Cho mẹ ơi. Wow. Cho cô chú coi coi. Wow. Đó, sơn môi của chay làm đó nha cô chú nha. Bà làm gì bà lấy sơn môi bà sơn bốn chân bà hay gì vậy? Thôi được rồi, đủ rồi. Thôi cất vô đi, đủ rồi. Trời, chay sơn môi cho chay đi. Chay sơn môi cho chay đi. Từ từ hả? Ok. Chưa. Trước khi đậy nắp xuống con phải dặn xuống. Đó, rồi con đậy vô. Trời ơi, xém chút bà làm hư nữa cây son rồi đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp đi. Gì nữa, giờ muốn gì nữa? Cái đó là eyelash. Thôi cái hộp đó mày chưa có mở. Ủa mở rồi hả? Thôi con đừng chơi đó chơi. Cái này gì mà chơi mày vừa mày rửa dơ lắm. Chơi khác đi. Ok thôi chứ. Cái này mẹ rửa cũng dơ lắm chơi ơi. Không, cái này không phải chân mày. Lông mi, cái này chân mày nè. Chân mày. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, đẹp quá. Trời ơi, nó làm dính cục bao nhiêu này. Trời ơi, cục bự cho bá lửa luôn. Không eyelash. Ở này là ở chân mày cho đây nè. Đó, này chân mày cho đây nè. Wow, thấy chưa? Rồi. Muốn này làm gì? Sao mà con phái make up dữ vậy không biết. Kỳ này Út qua là con với Út qua ăn nhàn nhàn ngay ăn rồi ôm nhau make up nghe chưa? Ai cái này make up cho ai? Là mắt á. Rồi. Rồi, make up cho mắt. Ồ, đẹp quá. Ui, đẹp. Cho cô làm xong cho cô kiếm nữa. À, cái đó là rồi thôi, mẹ xong rồi. Mẹ môi, mắt, mũi, miệng đủ rồi. Làm gì nữa? Rồi thôi xong rồi đó. Mẹ đúng rồi. Này làm gì nữa? Rồi tới con làm cho con đi. Rồi lẹ lẹ cất vô kiếm gì nữa? Đúng rồi. Cứ chơi mẹ ơi. Cứ chơi ai vậy? Kỳ này là tao cho hai đứa bay là ôm mấy nhau, mấy cắp từ sáng tới chiều. Cầm. Trời ơi, cầm vô mấy cắp bả đó. Quá đẹp gái luôn. Chờ mất coi kiến bả đó rồi. Sông môi này đi, sông môi này đi. Không sông môi này. À, con muốn sông môi đó hả? Ok. Đây, rồi xong đi. Rồi nè. Rồi xong đi. Nhìn vô kiến nè, nhìn cầm, tự son. Nhìn vô kiến. Đừng có lấy cái trời rồi dơ áo. Rồi, ai mượn làm sao tèm lem hết trơn rồi. Dơ áo. Bà biết. Hay đưa mẹ cất lại. Bà biết bà làm bị tèm lem. Rồi, cất vô. Trời ơi, chay cuối cùng chay xấu hơn mẹ rồi. Chay tự làm mà chay xấu hơn mẹ rồi. Nè. Cứ cầm cổ cầm. À, cậy mẹ cầm cho con không? Rồi, mẹ cầm con. Quá đẹp luôn.
Ui trời ơi. Đánh đi, đánh đánh như hài luôn rồi, coi kiếm coi kiếm. Đẹp chưa? Cắt. Cắt cắt rồi thôi, cắt vô. Xong. Không cắt. Hả? Cắt cái này. Sao không cắt? Đóng này. Cái gì mà chơi hoài vậy, chơi ít ít thôi. Rồi đủ rồi đó, vô đó đủ, cắt vô rồi đó. Chữ ơi cắt, chữ không? Không mơ chữ chưa. Cái gì? Không, không mai. No mai. No mai. Trời ơi, bây giờ nó không cho tôi cất đồ vô nè, coi được không? Không cất rồi. À. Không cất đồ nữa hả? Rồi thôi để đây đi, mẹ không cất, để đây đi mẹ không cất. Ok, chơi đi mẹ không cất, chơi đi. Cái này. Sao? Mẹ quýt. Quýt. Rồi nữa hả? Chơi đó nữa hả? Rồi tha lên. Đây là bữa nay là đang là náo nức trong trong lòng dữ lắm luôn á. Tại vì đâu có bao giờ mà hiếm có mẹ lấy cho cấp ra cho chơi đâu. Bà đừng có nói bà lớn là bà 5 tuổi rồi. Cầm cầm cầm. À, trời trời, con nói mẹ cầm giùm con. Mẹ cầm mẹ con. Đúng rồi. Đừng nói 5 tuổi bà ngồi bà ve vậy dảnh dảnh rồi bà sơn môi sơn đồ cái tôi tung vọng cho một giọng là đứng dậy vậy. Rồi đứng dậy. Rồi ok con ve. Kiến mẹ ơi. Cái gì? Kiến có kiến. Rồi có kiến mày biết rồi, trong đây có kiến mày biết mà. Trời ơi trời, chị không thấu. Cất. Ừ. Rồi thôi cất vô giỏ đây. Không, cất vô giỏ. Để xuống. Vô giỏ để xuống. Đó. Cô chú coi xác thật diện chay luôn á cô chú ơi. Nè. Nè. Rồi thôi cất vô. Cất được nữa. Hả? Để xuống vậy. À để xuống không cất vô hả? Cất vô mấy cái mà không xài á, cái nào không xài cất vô. Không cất vô. À không cất. Không cho cô mà. Không cất vô. Đó mọi người thấy không? Cái này mà cất vô một cái là nó khóc á thôi, nó khóc nó dãy luôn. Lúc nào cũng vậy á. Cho lấy ra chơi thì ham cười, thấy thương cũng tội nghiệp, ham quá khoái. Còn mà cất vô một cái là nó nhảy đạch vậy đó. Muốn giọng nó không mà nhảy cho chút xíu à. Cỡ chừng 3-4 cỡ chừng không tới 1 phút nữa là khóc gì đó rồi không à. Chay lại lấy cho mẹ điện thoại coi chay. Ngay chỗ cái quạt á. Bận máy cấp rồi hả? Ui da quá cấp. Mẹ ui da. Rồi đây mày gọi ngoại nè. Ngoài gọi mẹ nè. Bạn nghe nè. À. Chay đang make up. Đâu? Chay đang make up. Chăng make up đâu mở đây cho ngoại coi coi. Kẹp quá. Trời, nó make up nó. Chào không lại coi coi. Ê mẹ. Ít trời. Dữ vậy cha. Ơi xin mới về. Ôi, trường quá chừng quá đổi rồi. Ít trời. Cái miệng. À, có cái miệng ra. Nó có cái miệng nó kìa. Ờ. Thôi, chị lớn này con làm bên thẩm mỹ viện rồi. Ông ngoại bán nhà bán cửa mở cho con cái thẩm mỹ viện nha. Trời ơi, ngoại viện đó. Ông ngoại bán nhà bán cửa mở con cái thẩm mỹ viện. Mở cho nó cái thẩm mỹ viện luôn, cha cho rồi. Chay ông ngoại bán nhà bán cửa mở cho con thẩm mỹ viện. Bán nhà
bán cửa tao mở cho tao thẩm mỹ viện luôn cha đấy cho rồi. Oh my god. Quá chừng luôn rồi. Quá. Ông nội bán ông ngoại, ông nội bán cái nhà cửa luôn. Mở cho cái thẩm mỹ viện luôn. Mẹ. Nhưng mà giờ làm nuôi ông ngoại nghe. Ừ, hết rồi. Ờ. Ông ngoại nói trước là làm nuôi ông ngoại, đừng có cho ông ngoại nữa, ông ngoại mà vô trong cái gì đó. Quá đẹp luôn rồi, nhìn thẳng vô, nhìn thẳng vô vô camera coi chứ. Quá đẹp rồi. Giờ làm thẩm mỹ viện được cái gì nữa? Trời ơi, thẩm mỹ viện rồi. Ôi trời ơi. Rồi, ơi cô chú coi nè, coi nó kìa, giờ bây giờ vô xong rồi cái đó, nó vô nó đòi đứng lên đây. Rồi làm kiểu làm dáng coi, làm dáng làm kiểu coi. Làm dáng làm kiểu sao? Trời ơi, làm dáng làm kiểu sao? Nó đòi đứng lên kiến nó coi đó. Giờ làm gì nữa? Làm kiến. Làm kiến gì? Làm sao? Té. Té làm sao? Đi đâu rồi té? Té. Hấp vô. Rồi. Xong môi. Thôi. No. Có cái son môi lên miệng rồi, không được son môi nữa. Son môi nữa là xấu. Hiểu không? Rồi, chỉ vậy thôi. Rồi, bước xuống. Hát si ta đi con. But every touch is what? Zoo la la la. It's true, la la la. Không hát mẹ ơi. À không hát mẹ ơi, ok mẹ ơi. I love why me cool me. But every touch is ooh la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Trời ơi, đeo cái vòng gì đẹp dữ à. Trời ơi, bây giờ mẹ đi mua xe đạp về, mẹ chở cho đi vòng vòng chơi nha. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Chứ không có ok. Dạ. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Đúng rồi. Con gì á? Con gì con? Con đeo mắt kiến vô cho mẹ coi coi. Con gì á? Con chay. Con gì á? Con chay. Con chay chay của mẹ em ơi. Con gì á? Trái tim. Con gì á? Trái tim á con. Con gì á? Con chay chay.